Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, và hôm nay lại là Q&A anh em ạ. Nó sẽ là một cái chương trình trả lời, hỏi đáp vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần và 7:30 với 7 câu hỏi anh em nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ là Q&A số thứ 32 rồi, khá là nhiều rồi đấy. Và hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi nhé. Bạn Trịnh Quang Tuệ, bạn hỏi là con CPU này được giảm giá khi BBG không? Thì mình trả lời cho bạn là CPU của Hacom ấy thì sẽ được giảm giá, nhưng mà nó theo từng đợt thôi. Nó sẽ tùy vào các chương trình, tùy vào các mọi thứ, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ được giảm giá khi mà build PC. Bởi vì cả bộ PC các bạn sẽ được trừ tiền khi mà build đầy đủ tất cả các đồ CPU, min này, RAM này, ổ cứng này, 4K này, camera hình này. Đấy, đủ bộ như thế là sẽ được giảm giá anh em nhá. Sẽ có những mức như kiểu là 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hay 15 triệu gì đấy. Nói chung là rất nhiều mức, anh có thể check ở trong cái trang build PC của Hacom nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Hưng Lý. Bạn bảo là mình chuẩn bị build PC với cả 13.700KF và cộng với 4070Ti, không biết là nên chọn chipset nào, chỉ chơi LOL hoặc là 3-2-3 game AAA, cảm ơn AD. Ok, thực sự ấy, thì mình thấy rằng là trong trường hợp của bạn tốt nhất thì vẫn nên là Z690, để chúng ta có thể tận dụng được hết hiệu năng đa nhân và tất cả các vi core của chiếc CPU. Nhưng mà nếu mà bạn thực sự là một người không bao giờ đụng vào bất kỳ cái tác vụ làm việc nào, thì mình nghĩ rằng bạn nên chọn cho mình một chiếc main B690 cao cấp. Bởi vì đơn giản rằng là cả hai cái option đấy thì giá đều rẻ hơn là 7 các loại dòng 7. Thứ hai nữa là một chiếc B690 cao cấp có thể cân được 12.700K rồi, ở mức xung bay rồi, và tất nhiên rồi anh em sẽ bị mất sự gọi là ép xung, nhưng mà thực sự thì chơi game thì đâu cần ép xung đâu, đúng không? Và chỉ cần một cái xung ổn định ở 1x2x là chơi game thoải mái. Thế nên là ít tiền thì chọn B660, còn muốn sử dụng đa nhân thì chọn Z690 phiên bản tầm trung hoặc tầm thấp cho mình nhá. Tối thiểu cho mình là chiếc Z690A Pro của MSI nhá. Rồi, tiếp theo của chúng ta đó chính là RAM shop dùng là RAM gì, LED đẹp thế mà link RAM ở mô tả không có LED. À, chúng mình có đổi RAM. Thì kit RAM này ấy, đó chính là cái kit RAM Trident Z nhá. G-Skill Trident Z RGB. Nhưng bây giờ thì cái kit RAM đấy thì khó mua mới lắm, chỉ có mua cũ thôi, bởi vì nó không, hình như là nó ít người nhập về rồi. Thế nên là nếu mà muốn mua thì phải sang shop khác. Còn bây giờ có rất nhiều các kit RAM LED khá là đẹp, ví dụ như là Fury này, giá rẻ thì có của RAM Vibu, của Adata này, XPG này. Đấy, nói chung là nhiều hãng lắm, anh em không phải lo đâu. Và câu hỏi nữa, câu hỏi thứ tư, bạn Tùng Nguyễn, bạn hỏi về vấn đề sử dụng hai thanh hoặc XMP dual channel. Bạn ấy dùng một thanh D10 và một thanh D41, cả hai đều là bus 3200, nhưng mà khi chạy XMP thì chỉ được 2133, còn tắt XMP thì là 2666. Làm sao để chạy mắc bus, xin cảm ơn. Ok, thì cái vấn đề nhá, hai con RAM đấy có cùng mức bus đúng không, cùng tốc độ, nhưng nó lại khác về cache latency. Và khi mà anh em bật XMP với hai con RAM khác cache latency, nó sẽ bị kiểu cái gì đây đấy. Thế nên là nếu bây giờ bạn muốn nhận được maximum của thanh RAM ấy, thì bạn xem đơn nhá. Đầu tiên này, bạn lấy thanh D41 ra cho mình nha. Đấy, rồi bạn cắm D10 vào, rồi bạn bật XMP ở D10 cho mình, rồi xem cái profile XMP của D10 là như nào, rồi bạn chỉnh tay D41 y hệt như thế nhá, để đảm bảo rằng có sự chuẩn nhất. Bởi vì đấy gọi là XMP bằng tay đấy anh em, XMP bằng tay đấy. Cái đấy thì sẽ mất thời gian một chút, nhưng mà sẽ đảm bảo cho anh em tốc độ maximum của thanh RAM. Tất nhiên là chúng ta sẽ chỉ đạt được 99% của thanh D41 thôi, nhưng mà thế là quá đủ rồi nếu mà anh em mua hai thanh khác nhau như vậy, đúng không? Rồi, và câu hỏi tiếp theo của chúng ta là câu hỏi thứ 5. Đây là bạn hỏi về cái vấn đề, đó chính là i7 với cả bạn đang có con i3-9100 cộng với Z390, thì bây giờ bạn nên lên i7 đời 9 hay là lên i5 đời 13 cộng thêm một con main mới. Thì câu trả lời của mình ấy, thực sự ấy, livestream thì mình cũng đã trả lời rồi, thì mình nghĩ rằng là ai cũng thích đồ mới thôi, đúng không? Bây giờ bạn bán đi mua con đấy, như hôm trước anh Đạt nói là nếu mà anh em sẵn sàng trả tiền ra mua một con CPU sách tay thì 12.600K cực kỳ tốt luôn. Còn nếu mà bạn không mua CPU sách tay ấy, thì bạn có thể mua 12.400 và 12.300 13.400 với cả một chiếc main B660, nếu bạn bán hết cả combo i3 với cả Z390 đi. Tầm đấy thì thực sự là mình cảm thấy hiệu năng của nó về chơi game sẽ hơn với cả i7, đa nhân cũng sẽ hơn với cả i7. Thế nên là không cần phải lo lắng gì nhiều về cái gọi là làm việc hay là chơi game đâu nhá. Cứ mua combo mới cho mình đi, cho nó gọi là up to date nhá. Ok, và câu hỏi thứ 6, bạn hỏi là cho mình hỏi giữa con so sánh giữa 12.400F với cả 5600X, chọn con nào? Thì hiệu năng em đó ấy, nói thật nhá, hiệu năng em ấy ngang nhau, khá là ngang nhau với chơi game. Làm việc thì 12.400 có cao hơn, nhưng mà thực sự thì
bạn thấy con nào rẻ hơn thì chơi thôi, chứ cái khoảng cách giữa làm việc ấy mình thấy không quá là nhiều đâu. Đặc biệt một điểm nữa là bạn phải tính cho mình xem là combo main của cái nào tốt hơn nhá, combo main cái nào rẻ hơn. Bây giờ thì AMD đã ra được một gian rất là dài rồi, và combo main của AMD thì cũng có khá nhiều main ngon, khá nhiều main bây giờ cũng được gọi là pass đấy, nên là bạn check xem thị trường như nào nhá, tìm hiểu kỹ trước khi mua. Cái đấy là điều mà mình khuyên, luôn khuyên anh em, bởi vì bản thân mình cũng nằm ở trong vị trí của một người mua, thế nên là mình rất mong muốn rằng anh em có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Và câu hỏi cuối cùng của chúng ta đó chính là Tùng Nguyễn, mình muốn con router, mình hỏi là router có thể thu wifi, phát wifi từ router wifi của nhà mạng không, đồng thời kết nối router với máy tính bằng cổng LAN được không? Thanks. Cái này là chắc là một trong những video router của chúng mình. Thì câu trả lời là có. Một cái router có rất nhiều chế độ, chế độ gọi là access wifi, access point này, có chế độ router này, có chế độ này, chế độ kia này, gọi là wifi extender các kiểu, nói chung là rất nhiều thứ. Thì mình nghĩ rằng là con router của chúng mình ấy có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu đấy thoải mái nhá, mà lại còn nối trực tiếp từ cái cục IPS hay là cục router của nhà mạng luôn, thì chả cần phải chuyển tín hiệu hay gì cả, quá hợp lý luôn. Bạn cứ thoải mái mà mua nhá, bạn Tùng Nguyễn nhá. Rồi, và đó là quyền này số thứ 32 của chúng ta. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em tại video khác. Nhớ để câu hỏi ở dưới comment nhá.